Vâng, khéo 9K5 lại nổ đợi đến đêm thì không. Nếu mà 9K5 nổ sớm thì tôi sẽ chuyển sang chơi gọi là quay thường thôi, quay bình thường. Jackpot sắp rồi, 9K2 rồi. Chào Phi Hùng nhá. Nguyên tin anh chúng cái thế, đấy là em, đấy là em thôi. Trừ khi nào em 3 lần liên tiếp trúng được như thế thì anh tin. Chứ một lần duy nhất của em trúng bằng quay một lần như thế thì anh không tin. Bởi vì em quá là hên. Ok Huy Tuấn được, ông bác bảo rằng là 10K8 tôi sẽ chơi tầm 10K rưỡi rồi bấm. 10K rưỡi rồi bấm là đẹp. Đây 9K4 này. Và đại viện vào 9K7, 9K7 ấy quá, 9K7 căng quá. Bộ PC bao nhiêu tiền á? 50 củ. Bộ PC khủng của anh 50 củ nên anh mở 100 cái tab trên web này thoải mái chả sao cả, toàn web 18 cộng. 10K là quay. Anh em đua cùng anh luận đi. Thôi. Các ông đua xong là giống như Bảo Đen hôm qua, tôi đang đua xong tôi hết FC thì Bảo Đen nó ăn mất. Cày vãi nồi. Vâng, Hoàng Tuấn Linh dự đoán 10K4. Rồi ok. Ninh Đương Văn 10K3, không 10K rưỡi đi. Đây 9K5 này, chuẩn bị 9K7 nhá. Có một bạn bảo 9K7 nổ là tôi xem 9K7 có nổ không. Cái gì? Trần Anh Đức bảo rằng 13K rưỡi á. 13K rưỡi thì căng quá. 9K6 rồi. 9K6 rồi. Thử 9K7 bấm một lần nhá. 9K7 bấm một lần xem thế nào. Ông nào? Đây 9K7 này, bấm phát. Không trúng, thấy chưa? Tôi bảo mà. 9K7 có trúng được đâu. 9K8. Thấy túi đen đen nào không á? Chưa. Và cứ 10K4 đúng không? Đây 10K. Nhanh phết đấy. 10K, tầm 10K rưỡi nhỉ, 10K rưỡi, 10K8 thì đấy dễ nổ đấy. Chuẩn bị nào. 10K rồi. 10K. Rồi đây. 10K1. 10K, 10K1, 10K1, 10K2. 10K3. 10K4. Hồi hộp quá. Nếu mà Huy Tuấn bảo 10K8 rất dễ, có thể là 10K8 thật. 10K5. Rồi chơi. Bố mày spam. 10K8 nào. 10K8 rồi, 10K9 chưa trúng. 10K9, 11K. Thằng nào to hơn, thằng nào to hơn, thằng nào nhanh hơn, thằng nào nhanh hơn. Bố mày nhanh hơn. Úi giời ơi. Úi giời ơi. 11K9, 12K. Ôi giời ơi, 12K. 12K, chưa thấy 12K, à đủ 12K rưỡi, 12K6. What the fuck. Yeah. 12K7. Mình trúng rồi. Đúng là con trai của ta. Ôi yes. Ôi ôi đủ, đủ vãi cả nhà. 12K7. Yes. Đủ mà. May là mình nhiều tiền. May là mình nhiều tiền. Chúng mày bơi vào đây. Chúc mừng Tân nhá. Chúc mừng thanh niên gọi là Cà Mau phường 9. Lại có thêm 5 củ nữa. Hơn 5 củ. Nhiều tiền là phải thế đúng không? Nhiều tiền là người có nhiều tiền là phải thế. 12K7. Ok nha bạn Hữu Nam. Tin Hữu Nam rồi đấy. Tin Hữu Nam rồi đấy. A few moments later. Tôi đã thấy ý kèo thơm hơn hả? À, đánh ý hơn. Xuân Dưỡng thì toang quá, hay cách ly bên US này làm ra tiền, chả nó cách ly thêm 14 hôm. Thoải mái hơn bên kia nhiều, tâm lý ổn. Ok Xuân Dưỡng. Vâng, Long Phố mai thi à? Long Phố sinh năm bao nhiêu nhỉ? Có phải ngày mai thi đa phần những thanh niên hay các bạn? Ui, ui bia hốp, mẹ như nó, này thì dọn cái nồi gì. Cày vãi. Bình thường thì các nick trước là tôi... Rai Cát. Ý chà. Ai chà. Đập nhá. Nhưng 106 đập hơi căng. 90. Ấy. Si đóp. Hơi đóp hơi nhiều đấy. Ui live vớt luôn. 107. Live vớt để lại nhá. Con này live vớt này chắc chắn là phôi rồi. 106 giá chuẩn bao nhiêu? 105 thì thường tầm khoảng tỷ tư. À, Cantona. Được, tốt. 30 tỷ. Ê nhóc, có bằng lái chưa? Nếu chưa thì chị dạy cho. Nếu có bằng lái rồi thì vào lái chị đi, mặc cái le le. Ui, 3 tỷ thôi à. Quả máy bay hơi nặng.
Nếu dạng như kiểu thanh niên là gì này? Nguyễn Thị Cường, NT Cường, Nguyễn Thị Cường mà thanh niên này. Ú lại bêu kìa, 8 tỷ. Mày xin. Bêu lần thứ hai. Immobile cũng tù lắm, ý giờ thiếu tất cả bản lĩnh Balotelli, mỗi tội ông thái độ ba lô là quả đúng không? Campani à? Có bom, có bom. 5 tỷ. Ui, Kaka luôn kìa. Đủ làm phát hơn 11 tỷ. Thiên thần MC5. Campani MC5. Được Ferran Torres 3 sáng, nó xịt Tây Ban Nha thua. Thôi. Ô củ tỏi à? Đủ má, phôi. Hàng này dưới bàn nó phôi nhỉ? Có hai con phôi rồi. Torres lên 5 thôi, mặc kệ nó. Ôi 2 tỷ. Vãi ran. Ui 1 lên 5 nhiều thế. Đây con này lỗi giá để lại, con này bán. Bán như điểm đâu. Em tuổi Thìn nhưng mà 2k chưa biết sao quen mấy ông anh sinh năm 88 cũng là Thìn, ông nào thấy giỏi công việc giàu quá hoa các thứ. Ô, Rock 36 à? Được nhỉ. Mỗi tội là hàng này để bán thôi. Cách đây tầm khoảng 2-3 tháng thì này ngon quá. Zinchenko Korea. Nhưng bây giờ muốn làm YouTube mà có người đấy sắp thì không bắt trend được. Tuổi tôi giờ không làm được nữa. Phải có trend, phải có khả năng cày game này nọ, làm đầu tư nhiều. Là Tây Cường không đập em ơi, Buffon không đập. Hàng đến hàng phôi nên không đập đâu. À, tế lễ, ôi ôi, ngon, hàng ngon, 5 tỷ. Hàng MC, team MC mở ra toàn hàng MU. Bà Tân, bà Lý còn làm được, đấy là những kiểu khác. Đấy là những kiểu về nấu ăn, ôi ôi, Nabri à. Kiểu kia là những kiểu mà thực ra ấy, những bà đấy đều là do những ông con, có người con bèo à, có những người con họ tạo jackpot vừa mở thẻ đập thẻ. Stone còn Laporte thấy tạ mà cặp Diaz này càng chắc, công nhận. Mandini ê 7 được nha, đấy 3 tỷ. Những hàng này đập lên có tiền lại bán được tiếp cho chủ tài khoản này. Như vậy Romano 93 luôn được đấy. Anh em trẻ hóa vàng đi anh. Thôi. Mấy con cộng 7 để cho chủ tài khoản mở quẩy. Saliba. Úi ôi hàng này cũng chết đấy. Hàng này là của bên Barca đúng không? Saliba Barca đấy bạn. Thuộc quyền sở hữu chủ tài khoản không được các bạn. Ui Lewan. Lewan ngon vãi nhà. Con hàng này sút tốt vãi. 21 TS được, Lewan còn đỡ. Đấy, 4 tỷ còn hơn mà mở ra 105 toàn những con Bio Hope hay là Luis Hernandez hay là Fuche. Bắt đầu sao ra sân được, bắt đầu ra sân rồi. Xấu rồi, xấu rồi. Tây Ban Nha Parejo 6 tỷ. Dạ đúng hàng bèo cày vãi. Số 4. Thôi xong, Zanetti rồi. Chỉ số cũng khá cao, 112, có 32 tỷ. À, chỉ số rõ to thôi làm phôi vậy. Cày thế. Đã vất vả với quả nick giòn xanh 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 này. 192 tỷ và nếu tính hết bán cầu thủ đi, chúng ta sẽ có thêm tầm 40 này. 40 tỷ này xong cộng thêm với lại gần này 80. Nó phải rơi vào tầm khoảng 260 tỷ. 12 triệu 260 tỷ. Và bạn này đặc biệt còn trúng jackpot đang thừa ra đến tận 12.000 FC nữa. Đúng không? Đấy thôi rồi, sau chốt xong cho Tân Nguyễn nhé.